Bài tập thiền giảm căng thẳng lo âu để chìm vào giấc ngủ. Xin chào, Hùng chào mừng mọi người đến với bài thiền giảm đi sự căng thẳng lo âu và những nỗi sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày. Cải thiện sức khỏe khi bạn thường xuyên tập bài tập này. Và tốt nhất, khi chúng ta tập, chúng ta hãy dùng tai nghe hoặc trong một không gian thật yên tĩnh, tắt hết những thứ làm phiền bạn để dành 20 phút tĩnh tâm, sẽ đem lại cho tất cả mọi người một tâm trí an bình, một giấc ngủ ngon, xoa dịu tinh thần và sự căng thẳng lo âu. Bạn có thể ngồi hoặc nằm nhắm mắt lại và bắt đầu lắng nghe tâm trí bạn, cơ thể bạn, lắng nghe hơi thở của bạn và bỏ hết ngoài những gì đã và đang còn trong tâm trí bạn. Bỏ hết những lo toan, lo âu, sợ hãi, buồn phiền và tập trung cho việc thiền định với những suy nghĩ tích cực, sự tưởng tượng, vui vẻ, yên bình sẽ giúp chúng ta mang lại phút giây thư giãn, bình an trong tâm trí để kết nối với cơ thể của bạn. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào hơi thở, bởi con người tồn tại là nhờ hơi thở. Hơi thở được hít qua lỗ mũi và len lỏi vào trong cơ thể tạo nên cuộc sống. Luồng không khí đi vào có thể đi ra xuống lồng ngực, xuống bụng và nó nhịp nhàng lên xuống một cách tự nhiên, hít vào, thở ra. Hơi thở là nguồn sống và hơi thở là bắt đầu cho cuộc sống hiện tại. Chúng ta không thể lấy lại hơi thở trong quá khứ hay trong tương lai, mà chúng ta chỉ thở cho hiện tại, chọn ngay lúc này mà thôi. Bạn cảm nhận được thể chất và cảm xúc buồn vui qua hơi thở của chính mình, bởi hơi thở đi vào cơ thể, lan tỏa khắp các ngóc ngách từ đầu đến chân của bạn, cũng như những suy nghĩ đi vào tâm trí của bạn và bạn cảm nhận được chúng từ xa. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật nhẹ nhàng. Và khi hơi thở đã vào thật sâu trong cơ thể thì sự tập trung sẽ tốt hơn. Bạn hãy chú ý đến hơi thở. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Và khi thở ra, ngưng vài giây và bắt đầu thở ra thật chậm. Chúng ta làm như vậy thêm 3 lần nữa. Cứ hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, thật chậm. Không suy nghĩ gì khác ngoài việc tập trung và lắng nghe hơi thở. Hãy lắng nghe từng nhịp thở của bạn, thật chậm, thật nhẹ nhàng. Xem nó như một phần thưởng của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Hơi thở là nguồn sống, hơi thở là hạnh phúc. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hãy dùng khoảnh khắc này lắng nghe từng bộ phận trên cơ thể của bạn muốn nói với bạn những gì. Hãy tập trung và đưa tâm trí bạn di chuyển lên đỉnh đầu. Cảm nhận da đầu, tóc của bạn mượt mà. Từ từ di chuyển suy nghĩ xuống hai tai, rồi đến đôi vai. Lắng nghe bờ vai bạn đang rung lên bởi từng cơ bắp lớn nhỏ. Di chuyển suy nghĩ đến hai bàn tay và đến lồng ngực. Lắng nghe nhịp đập của trái tim, nghe từng hơi thở đang di chuyển trong lồng ngực ấy. Hít vào thật sâu và thở ra thật nhẹ. Di chuyển suy nghĩ xuống phần bụng của bạn, xuống phần hông. Tiếp tục dòng chảy suy nghĩ đang dần dần xuống từng thớ thịt, cơ bắp, và chúng tan chảy, xen vào đầu gối của bạn và di chuyển xuống bàn chân, lòng bàn chân, và tuôn chảy như nước ra các đầu ngón chân của bạn. Thả lỏng cơ thể của bạn trong 3 tiếng đếm.
1 2 3 và bắt đầu đưa tâm trí của bạn, những suy nghĩ, nhìn nhận lại thời gian và cuộc sống, đẩy hết những năng lượng xấu ra khỏi cơ thể của bạn. Hãy buông lỏng tâm trí và suy nghĩ như một cái cây phát triển cần phải rụng lá vào mùa thu để có cơ hội tươi xanh vào mùa xuân. Sóng đại dương chảy vào bờ và quay ra biển khơi, tạo ra tự nhiên thủy triều lên và thủy triều xuống. Nhiều động vật phải lột da hoặc lớp ngoài để phát triển. Là con người, chúng ta thở ra để nhường chỗ hít vào. Cũng như cuộc sống, nhận và cho đi, sự kháng cự hay than trách sẽ làm cho mọi thứ thêm khó khăn. Cũng như khi bánh xe lọt xuống bùn, càng cố gắng nhấn ga thì nó càng chìm sâu dưới bùn. Mọi việc luôn là thế. Khi tâm trí rối ren, chính là lúc các nỗi sợ hãi len vào. Hãy chọn cách hít thật sâu và thở ra thật nhẹ, và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần để giúp bạn bình tâm trở lại. Hãy lắng nghe hơi thở và lắng nghe cơ thể bạn nói. Giờ thì hãy dùng trí tưởng tượng của bạn nhìn thấy mình trên một thảo nguyên xanh ngát. Ánh nắng chiều thật nhẹ nhàng, những ngọn gió lao xao nhẹ nhẹ, những bông hoa nhỏ xen lẫn cỏ thật đẹp, mùi hương từ cỏ, hương thơm ngào ngạt, tiếng nước suối chảy róc rách. Bạn đang nhẹ nhàng bước đi trên vùng đất đẹp như tranh và bình yên ấy. Bạn vừa đi vừa suy nghĩ đến những điều bạn thấy vui nhất trong quá khứ, những kỷ niệm đẹp nhất mà bạn từng có. Hoặc bạn tưởng tượng ra ngay lúc này những hình ảnh, niềm vui mà bạn mong muốn, để tâm trí bạn tạo nên những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Trên cánh đồng cỏ bát ngát, suối róc rách, những muông thú đang đùa vui, đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh, có tiếng đàn du dương vang lên thúc giục bạn bước về nơi ấy. Bạn hạnh phúc và cất tiếng hát nhẹ nhàng bay bổng. Bạn thấy mình đang đến nơi bình yên, được an toàn, được hạnh phúc nhất ở nơi này, tiếp cho bạn năng lượng tích cực, đánh thức mọi niềm vui, sức mạnh trong tâm trí bạn. Bạn đang sống ở một nơi an toàn nhất, trong lành nhất và bình yên nhất, nơi mà không có bất cứ năng lượng xấu nào có thể vào được. Những nỗi sợ, sự lo lắng, mệt mỏi không thể len vào được. Hạnh phúc nơi thảo nguyên xanh ngát, bạn đang bước đi, đang dần đi vào tâm trí bạn, xoa dịu tâm trí bạn, tạo cho bạn một tâm trí vui vẻ, xóa tan những gì không vui, không tốt trong tâm trí bạn. Hãy tiếp tục nghĩ đến, bạn đã đi về phía có tiếng đàn, và bạn đã nhìn thấy người đánh đàn. Đó chính là người bạn mong chờ nhất, thương yêu nhất, niềm mơ ước nhất. Dù bạn hình dung nó không có thật cũng được, chỉ cần bạn thấy vui. Ở nơi tuyệt đẹp này sẽ giúp tiềm thức bạn sẽ tiếp nhiều hơn, thật thà hơn, đáng tin cậy hơn mà bản thân bạn chưa từng có trước đây. Bây giờ, bạn hãy nằm xuống trên thảo nguyên xanh ngát ấy và thả lỏng hoàn toàn, thư giãn ở nơi hạnh phúc này. Bắt đầu đếm ngược từ 10 đến 1. Nó sẽ giúp bạn thấy thoải mái hơn. Hùng bắt đầu đếm số 10. Bạn hãy thả lỏng toàn thân. 9. Hít thật sâu. Và 8. Thở ra thật nhẹ. Và dùng suy nghĩ buông bỏ sự căng thẳng. 7. Hít thật sâu. 6. Thở ra thả lỏng toàn thân. 5. Hít thật sâu.